Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình và con gái mình sẽ mukbang một món ăn rất là đặc biệt mà thấy tất cả các TikToker khác đều đã review rồi. Đó chính là món pony thịt áp chảo. Và đây chính là món pony thịt áp chảo, và họ chỉ sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản nhỏ hơn, tiện lợi hơn dành cho những bạn nào mà ăn ít hơn, thì nó sẽ có định lượng ở đây là 200g mọi người nhé. Pony thịt áp chảo hộp lớn hơn thì sẽ có khối lượng là 340g, bao bì đóng gói rất là đẹp. Sản phẩm này thì được sản xuất tại Hàn Quốc, made in Korea đây này. Các bạn chỉ cần mở nắp nhựa, sau đó bật nắp kim loại và lắc nhẹ xíu là thịt đã ra rồi này. Pony thịt áp chảo còn có một cái đặc biệt trong thiết kế, các bạn biết là gì không? Chúng ta có thể lắc nhẹ, chúng ta có thể lắc nhẹ này để lấy thịt này. Ôi, mà không bị lõng bõng nước nhá. Đó, tuyệt vời không? Các bạn nhìn bên trong này, không sót lại một tí xíu nào luôn. Ai, nguyên một khối thịt vô cùng là chắc, hấp dẫn và trông rất là mọng nước. Còn đây là hộp nhỏ các bạn ạ. Hộp nhỏ này do nó nhẹ hơn đấy, nhưng mà mình cũng chỉ cần lắc nhẹ thôi là nó vẫn ra được nguyên cả hộp. Đó, bên trong cũng sạch bóc này. Đây là sự khác biệt giữa hai hộp, hộp lớn và hộp nhỏ. Thì như các bạn có thể thấy là nó, cái phần hộp nhỏ này này, nó bằng khoảng tầm hơn nửa đấy nhá. Sau khi cắt lát ra thì các bạn có thấy không? Đây là phần thịt nạc vân hoa. Nó là sự kết hợp của nạc đùn và phần mỡ heo, tạo nên những cái miếng thịt nó rất là đồng đều trong tỷ lệ nạc mỡ, sẽ giúp cho miếng thịt ăn nó mềm hơn, thơm hơn. Thịt này mà đem đi áp chảo, ngoài vàng giòn, trong mềm mặn thì nó đá luôn đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ áp chảo miếng pony thịt áp chảo này. Đó, vì sản phẩm này là đã có cái tỷ lệ mỡ đan xen này, nên là khi mà mình áp chảo là cũng không cần quá nhiều dầu ăn các bạn nhé. Đó, thơm lắm. Ngồi đây ngửi khi mà áp chảo như này này, xèo xèo, trông vô cùng là hấp dẫn. Mời các bạn nhé, ăn cơm thịt áp chảo pony thì phải ăn như thế này nó mới chuẩn bài này. Nice. Nè, ăn không? Mình thấy nó rất là thơm, ngon. Phần ngoài áp chảo giòn giòn, xem xém, còn phần bên trong thì mềm mặn. Công nhận là ăn rất là cuốn. Ăn cùng với cơm này, thơm, ngon. Mà các bạn biết gì không? Lý do mà mình quay món này cùng với con gái của mình, bởi vì sao? Mình biết là sản phẩm không dùng chất bảo quản, mà họ bảo quản theo cái là sử dụng nguyên liệu tự nhiên là từ cần tây, đâm ra là rất an toàn trong sử dụng. Đấy chính là lý do vì sao mà đây, con gái mình và mình, chúng mình đều đang mukbang pony thịt áp chảo. Ngon, làm miếng nữa. Chính ra là về cái góc độ tiện lợi này, một bữa ăn chỉ mất đâu đấy khoảng 5 phút để chuẩn bị và chế biến, khá là tiện lợi dành cho những bạn nào mà siêu bận rộn như mình chẳng hạn.